Xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với buổi xe trường thi. Vẫn là khung giờ quen thuộc với anh em, 11 giờ trưa và 19 giờ. Buổi xe trường thi giới thiệu những cuốn video, những cái cây hàng bonsai mini và tầm trung để giao lưu cùng với tất cả quý anh em. Rồi ha, trước mắt quý anh em một cái tiểu cảnh đá thấm thủy, một cây sam. Cây này thì một cái cây sam chưa biết bông trái nha quý anh em, chưa biết bông trái thì bên sàn thi giao lưu là tính cây sâm bông cho quý anh em luôn. Cây này thật sự là chưa biết bông trái nhưng mà giao lưu là tính cây sâm bông cho quý anh em. Tiểu tạnh cảnh được làm cũng khá là tỉ mỉ nha, cây đá cũng lên râm rêu khá là duyên. Cây này chúng ta trưng bày, ta chơi, ta làm một cái trang trí ở góc nhà, chúng ta chơi ở ban công thì cũng khá là duyên cây. Rồi cái cây cây sam này thì cái hoành đế của nó cũng khá là ấn tượng quá đây. Cái hoành thân của cây sam là tầm khoảng 19 nha, khoảng 19. Thì tính cái mặt chiều độ cao của cây sam, tính từ cái mặt đá lên là nó 25 nha, tính từ đây 25. Tán của cây thì nó khoảng 37 35 nha quý anh em. Tính tổng tổng cao, tính cả cái mặt đáy của khay luôn là khoảng 45, khoảng 45. Thì cái khay này, cái đường kính khay của khay là nó là 36 nha, 36. Một cái tiểu cảnh cũng khá là duyên nha. Cây cũng được lanh răng lanh rêu. Thì cái hoành cái thân lớn nha, hoành cái thân này lớn. Một cái tiểu cảnh chơi cũng khá là ấn tượng về chúng ta trưng bày, cũng khá là nhìn cũng khá là lạ mắt nha quý nè. Tiểu cảnh sam chưa biết bông trái. Và một viên đá thấm thủy, đá san hô. Cây này chúng ta trưng bày chơi cũng khá là duyên cây. Rồi cái tiểu cảnh này thì bên sàn thì giao lưu với anh em, giá là 1.200.000, 1.200.000 bên sàn thì bao ship. Rồi 1.200.000 bao ship. Rồi tiếp theo giới thiệu với anh em một cây quen thuộc dòng Hải Châu, một cây cây Hải Châu cụm rừng liền bệ. Cây này 7 thân nha quý anh em, một cây 7 thân nha. Cây này thì tầm 2 năm phôi thôi quý anh em, chi cành thì tương đối định hình thôi. Một cái cốt rừng 7 thân. Cái định hình cũng tương đối hoàn chỉnh rồi, ta tiếp tục về ta nuôi theo cái form đặt khách sạn nha. Cây này cả hoành đế cũng khá là ấn tượng nha. Cái hoành hoành cái bộ đế của nó là tổng hoành đế của nó là 50 quý anh em, 50 nha. Thì những cái thân này thì tương đối bằng nhau, thì mỗi thân kích thước tầm khoảng 7-8 nha quý anh em, mỗi thân kích thước tầm 7-8. Chiều cao thì 30. Phủ tán thì khoảng 4 hơn 40. Chậu chữ nhật kích thước là 36. Ngang chậu thì 23. Và chiều cao thì 10 phân nha. Một cái cụm rừng liền bệ. Cây này một cốt 7 thân. Rồi quý anh em xem cái phần đế cây nha. Chúng ta quan tâm thì chúng ta chú ý, chúng ta xem kỹ video của anh em, rất là lớn nha. Hoành 50. Ta cố gắng ta xem kỹ video để ta nắm rõ thông số, nắm rõ vô hình cho ta mường tượng và hình dung được cái độ lớn của cây. Thì tất cả thông số thì bên sân thi đo trực tiếp trên video. Thì quý anh em cố gắng ta xem kỹ video. Đây một cái dòng lá nhỏ luôn, một cái dòng Hải Châu lá nhỏ. Cây này cũng hơn 2 năm rồi, chỉ cần thì tương đối nha, khá đẹp. Cây này qua 1 năm ta sẽ cho hoa trái của anh em. Những cái cụm rừng mà ta liền cốt tương đối ha, đẹp thì cũng giờ giao lưu thì giá cả cũng tương đối khó khăn nha. Những cái cốt này thì nó cách đây 2 năm rồi. Rồi quý anh em xem tổng thể cây một lần nữa, bên sàn thì bảo giá giao lưu
một cây hai châu cụm rừng bảy thân dựng lá nhỏ. Tất cả những cây bonsai thì giao lưu đều là những luôn chậu nha quý anh em, ship luôn chậu nha quý anh em. Rồi cái cây này thì bonsai thì giao lưu quý anh em giá là 2 triệu 2, 2 triệu 2 mình xin thì bao ship. Rồi 2 triệu 2 bao ship.